trong vòng 24 giờ tới, Israel có thể ra tay với Iran không thương tiếc. Theo báo Dân Trí đưa tin, sau cuộc tập kích tên lửa của Iran vào đêm 1 tháng 10, đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy Israel có thể tấn công trả đũa Iran trong 24 giờ tới, khiến tình hình khu vực căng như dây đàn. Mỹ đã triển khai hàng loạt máy bay tới Trung Đông. Theo trang tin Topco, Nga, trong 48 giờ qua, không quân Mỹ đang tái triển khai đáng kể các máy bay hỗ trợ tới Trung Đông. Điều này đã được báo cáo bởi các nguồn tin giám sát tình hình trong không phận. Các hệ thống theo dõi đường bay trong khu vực và quốc tế đã ghi nhận 6 đơn vị máy bay tiếp nhiên liệu chiến lược mới nhất, Boeing KC-46A, Pegasus, một máy bay vận tải quân sự hạng nặng Lockheed C-5M Super Galaxy và một máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster 3 đã được triển khai. Ngoài ra, trong bối cảnh tình hình giao thông hàng không nói trên, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ US CENTCOM Michael Kurila đã đến Israel để họp. Tất cả điều này đã gián tiếp chỉ ra một số hình thức chuẩn bị kế hoạch quân sự. Dường như Mỹ đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công lớn vào Iran và đang phối hợp hành động với Israel. Tehran đang bị đe dọa, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ trong những giờ tới. Việc triển khai lực lượng của không quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh Israel được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công, nguy cơ là rất cao, vào lãnh thổ Iran. Do đó, không loại trừ khả năng, Mỹ cũng sẽ đưa thêm phi đội tiêm kích tới Trung Đông, bao gồm F-15E Stryker Eagle, cũng như tiêm kích tàng hình F-22 Raptor, để giành ưu thế trên bầu trời Ba Tư, vùng Vịnh, cũng như các vùng đất biên giới và ven biển Iran. Nếu cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran có Mỹ tham gia, thì theo dự đoán, Anh cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Dẫn nguồn tin từ trang tin Avia.pro, một cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào Iran có thể bắt đầu trong vài giờ tới. Jordan đã tuyên bố sẵn sàng cung cấp không phận cho máy bay Israel trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Những thông tin này đã đẩy tình hình vốn đã căng thẳng ở Trung Đông lên một bước phát triển mới. Quyết định của Jordan mở không phận cho máy bay Israel trong trường hợp Iran bị tấn công là một bước đi chiến lược cực kỳ quan trọng đối với Tel Aviv. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể công tác hậu cần cho không quân Israel, rút ngắn tuyến đường và cung cấp thêm khả năng cho các cuộc tấn công phối hợp và chính xác. Bước đi này cho thấy, Jordan dù tuyên bố chính thức giữ quan điểm trung lập, nhưng thực tế vẫn ủng hộ lợi ích của Israel trong cuộc đối đầu với Iran, chuyên gia nhấn mạnh. Trong khi đó, lãnh đạo Israel đã thông báo cho Jordan rằng một hoạt động quân sự chống lại Iran có thể bắt đầu trong vài giờ tới. Điều này đã được kênh Channel 14 Israel đề cập. Các nguồn tin cho biết, chính quyền Israel đang cảnh báo các nước láng giềng về hậu quả có thể xảy ra của một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch. Đây dường như là phản ứng trước sự leo thang căng thẳng gần đây trong khu vực. Theo Channel 14, quan chức Tel Aviv cảnh báo các quốc gia láng giềng, bao gồm Jordan, chuẩn bị cho những hậu quả có thể xảy ra từ hoạt động quân sự của họ. Đặc biệt, chúng ta đang nói về khả năng gia tăng các cuộc tấn công tên lửa và các hành động trả đũa khác từ Tehran nhằm vào các mục tiêu ở Israel, cũng như các đồng minh của Tel Aviv trong khu vực. Nếu một chiến dịch quân sự bắt đầu, Israel có kế hoạch tấn công những cơ sở quân sự quan trọng ở Iran, bao gồm các tổ hợp hạt nhân và căn cứ tên lửa. Mối quan hệ giữa Tehran và Tel Aviv đã đạt đến điểm quan trọng sau một loạt những tuyên bố đe dọa và tấn công lẫn nhau nhằm vào các mục tiêu liên quan đến cả hai bên. Phía Iran cũng đang điều động tiêm kích F-14A, tàu chiến trước nguy cơ bị Israel tấn công. Hiện không quân Iran đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn bộ trong bối cảnh mối đe dọa tấn công ngày càng tăng. Israel, Mỹ cũng như các lực lượng vũ trang trong khu vực đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến vì khả năng xảy ra hành động trả đũa của Tehran là rất cao. Đặc biệt là họ có thể tung hết bài khi sử dụng những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất tấn công vào các mục tiêu của Israel để đáp trả. Đồng thời, có thông tin cho rằng Iran cũng đang sơ tán các tàu chiến khỏi thành phố cảng Bandar Abbas ở phía Nam. Hành động này được coi là sự chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra tới Israel. Điều này được xác nhận bởi hành động mới nhất của Tehran khi họ đưa ra điện văn thông báo hàng không NOTAM về việc đóng cửa không phận ở phía tây đất nước vào ban đêm để diễn tập quân sự. Theo các chuyên gia, những sự kiện này có thể cho thấy lực lượng vũ trang Iran đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Tehran và Tel Aviv, Nga có thể cung cấp hỗ trợ quan trọng cho Iran trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn từ Israel và Mỹ. Theo các nguồn tin, radar quân sự của Nga đặt tại Syria có khả năng ghi lại các chuyến bay của máy bay chiến đấu của không quân Israel cũng như máy bay Mỹ. Điều này sẽ cung cấp cho Iran một cảnh báo quan trọng về một cuộc tấn công sắp xảy ra, giúp Tehran có thời gian chuẩn bị phòng thủ hoặc thậm chí có cơ hội tiến hành một cuộc phản công. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tehran và Tel Aviv, nếu tình huống chiến tranh xảy ra, các radar của Nga đặt ở Syria thực sự có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi các chuyến bay của máy bay chiến đấu Israel và Mỹ.
Điều này tạo ra lợi thế cho Iran vì cảnh báo sớm sẽ giúp Tehran có một thời gian chuẩn bị cho các biện pháp phòng thủ. Chuyên gia của Aviapro kết luận khả năng các hệ thống cảnh báo sớm của Nga có thể phát hiện các hoạt động hàng không trong khu vực khiến Moscow trở thành một trong những nhân tố chủ chốt trong cuộc đối đầu giữa Tehran và Tel Aviv. Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng bất kỳ dữ liệu nào về chuyển động của các cuộc tấn công bằng máy bay và tên lửa đều có thể mang tính quyết định đối với khả năng phòng thủ của Iran. Việc trao đổi thông tin như vậy có thể làm tăng đáng kể cơ hội đẩy lùi các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran, đặc biệt là khi tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu chiến lược, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran. Israel cảnh báo Iran có kết cục giống Gaza, Liban. Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về khả năng Iran có thể phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc nếu nước này quyết định tấn công Tel Aviv. Ông khẳng định rằng Iran có thể rơi vào tình trạng tương tự như những gì đang diễn ra ở dải Gaza hoặc Liban, nơi mà Israel đã thực hiện nhiều cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ nhằm vào các nhóm kháng chiến như Hamas và Hezbollah. Trong một tuyên bố vào ngày 6 tháng 10, ông Gallant nhấn mạnh rằng Iran không có khả năng gây hại cho không quân của Israel. Ông nói rõ rằng không có máy bay nào bị hư hại, không có phi đoàn nào bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy sự tự tin vào sức mạnh của lực lượng không quân Israel. Ông cũng chỉ ra rằng bất kỳ ai nghĩ rằng Israel sẽ dừng hành động chỉ vì những nỗ lực gây tổn hại từ bên ngoài cần phải xem xét lại những gì đang diễn ra ở dải Gaza và Beirut, nơi mà Israel đã tiến hành các chiến dịch quân sự quyết liệt nhằm vào các mục tiêu mà họ coi là mối đe dọa. Ông Gallant khẳng định rằng Israel sở hữu năng lực không chỉ trong việc phòng thủ mà còn cả trong việc tấn công. Ông nhấn mạnh rằng nước này sẽ thể hiện sức mạnh của mình theo cách thức và thời điểm mà Tel Aviv tự quyết định. Điều này cho thấy sự chủ động và quyết đoán của Israel trong chính sách an ninh của mình. Căng thẳng giữa Israel và Iran đang gia tăng đáng kể, đặc biệt khi Iran được biết đến là quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ cho các nhóm như Hamas và Hezbollah. Vào ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel như một hành động trả đũa cho cái chết của các nhân vật quan trọng như thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và tướng Abbas Niforosan, chỉ huy của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Đây thực sự là một bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột giữa hai bên. Đáng lưu ý, đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng qua mà Iran đã tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel. Trước đó vào tháng 4, Tehran đã thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn với khoảng 300 tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel. Chính phủ Tel Aviv đã phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố rằng họ sẽ trả đũa chiến dịch tấn công tên lửa của Iran vào thời điểm và địa điểm mà họ lựa chọn. Điều này không chỉ cho thấy sự quyết tâm của Israel trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình, mà còn tạo ra một bầu không khí căng thẳng, có thể dẫn đến những biến động lớn trong khu vực trong tương lai gần. Sự leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran đã tạo ra một tình hình phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai quốc gia, mà còn ảnh hưởng đến an ninh của toàn bộ khu vực Trung Đông, nơi mà nhiều bên liên quan đang theo dõi từng diễn biến một cách chặt chẽ.